Xin chào mọi người. Hôm nay cả nhà mình sẽ vô đây và mình coi cái nhà này xây tiến triển tới đâu rồi. Thì bây giờ để mình bước vô cái phạm vi garage đi vô ha. Thì mời cả nhà cùng mình theo dõi. Bây giờ mình thấy là người ta đã bắt đầu gắn đường dây điện ở trong tường nè. Đây là cái phạm vi của garage đó, những cái đường dây điện người ta đi nè. Với lại người ta gắn những cái đường ống á đó. Cả nhà thấy không? Lại đây là những cái ổ điện nè, thì nó sẽ gắn nè. Thì đây là cái phạm vi của nhà bếp á đó. Và những cái đường dây điện này ta sẽ gắn máy móc cho những cái cho nhà bếp nè, những cái microwave và lò điện này nọ. Đây là cái phòng sân room nè. Thì cái phòng này là nó được gắn thêm 4 cái đèn đó, mỗi bên 2 cái nè, thấy không? Đó, gắn hết cái chỗ mà cái quạt của cái đèn đó. Thì sao là người ta đi drywall vô khách cũng vậy, phòng khách cũng gắn 4 cái đèn mỗi bên 2 cái nè em.
ở trên tầng nó cũng có gắn thêm ba cái đèn trên tầng. Thì bây giờ mình sẽ bước lên lầu 2, tức là lầu mình coi. Đó, những cái như mình thấy những cái ổ điện này nè, mai mốt là người ta gắn vô để thành gắn tường vô thì người ta sẽ che lại hết. Cho nó đi dây với chồng hết rồi. Bước lên cái lầu 2 mình coi. Phải tiếp rồi. Trái là cái phòng này là cái phòng số 4, là cái phòng mình option thêm để làm việc. Người ta cũng có gắn hệ thống dây điện, dây internet để làm đó. Hệ thống dây này phòng này mình cho chốt để đèn hay là để quạt đây luôn, nó đã gắn sẵn với mình luôn. Thì trên lầu 2 đó, trên lầu 2 này cũng có thêm một cái hệ thống máy điều hòa. Thì basement cũng có một cái, bây giờ có hai cái để tiết kiệm được năng lượng đó. Thì khi mà mình chạy máy lạnh hay là máy nóng gì đó hết á, thì nó tiết kiệm được tới hai hệ thống lượng điện mình điều chỉnh. Vô đây là vô cái closet nè, vô cái closet. Thì nếu mà muốn leo lên trên trần đó thì đi hướng mình lên nè. Đó, để coi cái hệ thống đó, cái máy đó, đó máy hệ thống điều hòa đó. Thì mình sẽ vô trong cái master bathroom. Đó, cái chỗ này chỗ tắm đứng nè. Có cái đèn như này luôn. Rồi ống.
Blessing. Kia đối diện thì người ta đã dọn vô rồi, người ta dọn vô cũng khoảng mình nghĩ chắc khoảng 2-3 tuần đó. Mà nhà bên kia thì người ta option hết luôn rồi, thấy không? Người ta cũng làm cái deck như lại làm ngày nào. Sấy nè, máy sấy máy giặt nè. Thì người ta cũng đi dây đi đường ống hết trơn rồi đó. Đó, đường ống rồi. Ở đây á, đây là một cái bathroom nữa. Đây là bath thấp nè. Nốt sẽ gắn. Bath thấp. Có gì thì người ta
ai cũng có cho mình cái bản đồ, cái sơ đồ rồi. Thì bởi nếu mà có bị trục trặc hư thì người ta chỉ cần người ta khoét tường ra thì người ta sửa được thôi. Mình nếu quay một chút kỷ niệm cũng được. Tại mai mốt mà người ta gắn drywall vô đó thì mình sẽ không có gì mình thấy được những cái đường dây, những cái hệ thống mà nó đứng như vậy. Bên kia thì cũng có hai trang là đang sắp sửa lên rồi, đang xây. Ok, bây giờ mình đi xuống. Sáng nay mình đi xuống với basement luôn. Đi một vòng ra đằng sau hết coi, coi coi. Ta cũng bắt đầu trồng cái cây rồi đó. Mấy cái cây này sau này cũng tốt, tại nó sẽ che bớt. Đó là cái khu đất chung đó. Cái khu này khu đất chung. Thank you.
cảm ơn các bạn đã theo dõi.